Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 29 tháng 9 thì Xuất Đỉnh đã tiếp tục cập bến cho các bác những cặp loa hát karaoke kim nghe nhạc. Thì đây là những cái dòng loa rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản, đó là dòng loa của hãng Pioneer sản xuất. Những cặp loa này thì phải hay thì mới test được những cái bản nhạc như vừa nãy Xuất Đỉnh test cho các bác. Chứ không phải là nhiều các bác lại bảo nhạc không lời thì test loa tàu cũng hay thì không vậy đâu. Và đây là những dòng loa cực kỳ là hay so với cái tầm tiền. Và mức giá tại cái thời điểm này thì đây là những cặp loa phải nói gọi là ngon bổ rẻ, nghe nhạc và hát karaoke gia đình rất là chất lượng. Hôm nay thì Xuất Đỉnh dành riêng cho các bác là những dòng Pioneer. Model của dòng này là loa Pioneer V31 và V31 25 mã. Thì hiện tại thì Xuất Đỉnh đang có 3 cặp trong video này. Thì Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Mức giá tiền cũng rất là mềm mại. Cách đây vài tháng trước thì nó dao động từ 3,8 triệu đến 4 triệu, nhưng đến bây giờ thì nó đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Và loa thì cứ cam kết với các bác là nguyên zin tuyệt đối. Thì đây là hai cái mẫu loa đang có sẵn tại cửa hàng Xuất Đỉnh. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình để các bác lựa chọn cho mình một cái cặp loa phù hợp. Còn ở những cái dòng loa của hãng Pioneer này thì nó rất dễ phối ghép, nghe nhạc cũng hay, mà hát karaoke những dòng này thì nó quá đẳng cấp rồi. Ở những cái tầm tiền trên dưới 3-4 triệu thì đây là những dòng loa cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ thì Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác về hai cái model trong sản phẩm này. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuất Đỉnh thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582, địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Duy nhất có một cặp Pioneer V31 25 mã. Trong video ngày hôm nay Xuất Đỉnh sẽ quay luôn. Thì đây là cái e-căng. Cái căng của cái dòng V31 25 mã thì cái tem nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, còn cái dòng V31 trơn thì sẽ tem to ở chính giữa. Còn V31 25 mã là tem nhỏ và nó sẽ thiết kế hai bên nên nhìn loa rất là đẹp, sang trọng và có cái chỉ rất là mềm mại bo viền trên cạnh loa này, cạnh cái e-căng. Căng của nó căng vải khung nhựa rất là bền và còn đẹp zin. Loa của dòng này thì cấu hình là bát 20. Gân của nó là gân vải lụa màng giấy, đấy, tép giấy, đấy, lỗ tông hơi ở phía trước. Loa này thì các bác có thể để đứng hoặc để nằm cũng được. Và đây dòng này thì thiết kế là treo tường hoặc các bác bày trên kệ thì đều rất là tiện dùng. Ở những cái dòng này thì Xuân Đỉnh luôn tư vấn cho các bác khách hàng là những người chơi. Khi các bác đang có những cái bộ loa để nghe nhạc mà cần hát karaoke trong những lúc gọi là thư giãn giải trí thì các bác chỉ cần đầu tư thêm một cái cặp Pioneer này. Hay các bác đặt trên những cái bộ loa của nhà mình. Khi hát karaoke thì các bác chuyển cầu B sang để hát karaoke trên những cái cặp loa này thì cũng rất là tuyệt vời. Còn nếu như bác nào mà để chuyên sâu và hát nhiều thì các bác đầu tư cho Xuân Đỉnh nó 2 cặp và thêm một chiếc súp điện nữa là các bác nắp chung quanh phòng nhà mình là nghe nhạc và hát karaoke gọi là không phải nghi ngợi. Và ở những tầm tiền này thì mức giá nó chỉ có hơn 3 triệu đồng. Nói thật với các bác là loa Bose thì không bao giờ có cửa so sánh rồi. Và chất âm của những dòng này thì cũng rất là hay. Bát 20 là rất lợi về lời. Và những dòng này thì nó sử dụng là gân vải lụa. Đây là cái đặc trưng nhất này. Nó là gân vải lụa màng giấy. Nên cái khi các bác hát thì cái lời nó rất là mềm. Và tép giấy như vậy. Lỗ tông 10 phía trước này. V31 mắc đôi. Thì gọi là hai, hoặc là gọi là 25 mã. Thì cái thiết kế cái vỏ gỗ. Cái xi đề can gỗ thì nó là màu đen. Còn dòng V31 trơn. Thì cái xi đề gỗ nó là màu xám. Đấy. Đây là góc cạnh đằng sau. Loa còn rất là đẹp. V31 mắc đôi này thì được sản xuất tại Nhật Bản luôn nhé. Và những dòng loa này thì cứ đảm bảo với các bác là không bao giờ có hàng nhái. Đấy, công suất maximum chịu tải là 180W 6 ohm. Đấy, loa rất đẹp. Dòng này thì các bác có ghép cho Xuân Đỉnh vào những dòng âm ly Nhật Bản hoặc là các bác ghép vào những dòng âm ly Jaguar để hát karaoke nghe nhạc thì đều rất là tuyệt vời. Cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán cặp V31 25 mã này, mức giá là 3.200.000 đồng. Loa zin tuyệt đối, nếu như không zin thì Xuân Đỉnh sẽ tặng cho các bác làm quà chứ không bán. Và loa cứ cam kết cho các bác là như vậy. Và cũng không bao giờ có hàng nhái luôn ở những dòng loa thương hiệu Pioneer. Đây là V31 mắc đôi. Hai cặp loa này thì nó đều có kích thước giống nhau. Và cấu hình loa thì nó cũng như nhau luôn. Kích thước của loa này thì nếu như đang để đứng như này thì nó có chiều cao là 46-47. Chiều ngang là 25-26. Chiều sâu của loa đạt 24. Thế kích thước nếu để đứng để nằm hoặc các bác treo tường đều rất là tiện. Còn dòng V31 trơn này thì Xuân Đỉnh cũng vừa quay cái e-căng của V31 mắc đôi. Thì V31 trơn này thì nó là cái tem to, nó sẽ ở chính giữa. Đấy. Căng cũng là căng khung nhựa, lưới vải. Và nó có một cái điểm khác biệt
nó là dòng V31 trơn này thì cái tép của nó là xoay đa hướng. Nó cũng vẫn là tép giấy như những dòng V31 mắc đôi, nhưng nó khác là nó sẽ xoay đa hướng. Đấy, trái phải. Đấy. Còn bát cũng vậy, bát thì nó giống nhau rồi. Đều là bát 20 gân vải lụa màng giấy. À, kích thước như nhau, cấu hình như nhau. Đấy, chỉ khác là tép nó sẽ là xoay đa hướng. Đấy, còn góc cạnh thùng loa cũng vậy. Những dòng loa cũ thì bao giờ vậy, nó vẫn có chảy sức nhẹ theo năm tháng. Hôm nay thì V31 trơn này thì công suất là 150W trở kháng 8 ohm. Đấy, dòng loa thì được thiết kế bên trái bên phải. Hình thức loa cũng khá đẹp và loa thì còn nguyên zin tuyệt đối. Đấy. Cặp này thì xuất đỉnh cũng bán với mức giá là 3.200.000 đồng. Tức là trong cái video ngày hôm nay thì xuất đỉnh bán đồng giá cho các bác chỉ có 3.200.000. Đặc biệt nhất là cái thương hiệu Pioneer là một trong những thương hiệu nó quá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Và ở những cái mẫu loa ngày hôm nay thì đây là những mẫu loa gọi là giá rất là bình dân, nghe nhạc và hát gia đình. Nếu như các bác chỉ chơi một cặp trong những cái diện tích phòng, một cái cặp loa này thì các bác sẽ chơi rất tốt phòng 20-25m2. Nếu như để hát karaoke hoặc là các bác có thể trợ lời cho những cái bộ âm thanh công suất lớn thì những cái cặp loa này các bác đánh thẳng từ âm ly cũng đầy, đều chịu tải được rất là tốt. Hai cặp Pioneer V31 và một cặp Pioneer V31 mắc đôi, mức giá tiền chỉ có 3.200.000 một cặp thôi. Hay các bác có nhu cầu như mua hộ cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ alo trực tiếp cho Xuân Đình theo số điện thoại trên bài. Và những dòng loa này thì Xuân Đình cứ báo rõ các bác là loa là zin tuyệt đối, không bao giờ có hàng nhái. Và tất cả những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship hàng toàn quốc và mức giá bán không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.